bổn nguyện. Nguyện thượng phẩm thứ nhất, thần thông tại cung trời Tam Thập Tam. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật lên trời Tam Thập Tam để thuyết pháp cho mẫu thân. Lúc bây giờ bất khả thuyết chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát từ vô lượng thế giới trong mười phương đều đến hội hợp và tán thán Đức Phật Thích Ca. Có thể ở đời ác năm trượt mà hiện xuất đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho họ biết pháp nào khổ, biết pháp nào vui. Sau đó mọi vị đều sai thị giả đến vấn An Thế Tôn. Lúc bây giờ Như Lai mỉm cười phóng ra tỷ ức vòng mây hào quang lớn như là vòng mây hào quang đại viên mãn, vòng mây hào quang đại từ bi, vòng mây hào quang đại trí độ, vòng mây hào quang đại trí tuệ, vòng mây hào quang đại chánh định, vòng mây hào quang đại các tường, vòng mây hào quang đại phước đức, vòng mây hào quang đại công đức, vòng mây hào quang đại uy y, vòng mây hào quang đại đáng tháng. Sau khi phát ra bất khả thuyết vòng mây hào quang như thế, ngài lại phát ra muôn loại âm thanh vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng thiền định độ, tiếng từ bi, tiếng giải thoát, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ lớn, tiếng sư tử hống lớn, tiếng mây sấm lớn. Sau khi phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế, có vô lượng ức thiên long quỷ thần từ thế giới ta bà và các cõi nước phương khác đều đến hội hợp tại cung trời Tam Thập Tam, như là trời tứ thiên vương, trời Tam Thập Tam, trời thiện thời, trời hỷ túc, trời nhã biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời tiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời tiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nghiệp, trời thiện kiến, trời hiện thiện hiện, trời sắc tú cánh, trời đại tự tài, cho đến phi tượng phi phi tượng xứ, tất cả thiên chúng long chúng và các chúng vị thần đều đến hội họp. Phải có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như là thần biển, thần sông, thần kênh rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần ao suối, thần lúa mạ, hạt giống, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần thảo mộc. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như là ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nõn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, quốc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông quan sát xem, tất cả chư Phật Bồ Tát cùng thiên long quỷ thần ở thế giới này thế giới khác, quốc độ này quốc độ khác, nay đã đến hội họp tại cung trời Tam Thập Tam như thế, ông biết số ấy là bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, dù con dùng thần lực để tính đếm trong ngàn kiếp thì cũng không thể biết được. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: cho dù ta dùng Phật nhãn để quan sát mà vẫn còn không tính xuể, đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã độ, đang độ, sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay con đã tu thiện căn và chứng đắc trí tuệ vô ngại. Khi nghe lời Phật nói, con liền tín thọ, còn hàng tiểu quả, quả thanh văn, thiên long bát bộ và các chúng sanh ở đời vị lai, tuy nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc chắn sẽ sanh lòng hoài nghi. Cho dù họ có lễ kính và thọ trì đi nữa nhưng không tránh khỏi việc hủy báng. Kính mong Thế Tôn hãy rộng nói về lúc ở nhân địa, Địa Tạng Bồ Tát đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà nay thành tựu những việc chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ví như mỗi cỏ cây, rừng rậm, lúa lâu, trúc gai, núi đá, vi trần, trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi vật làm thành một sông Hằng, rồi mỗi hạt cát trong mỗi sông Hằng làm thành một thế giới, rồi mỗi vi trần chứa trong thế giới đó làm thành một kiếp,
rồi mỗi vi trần chứa trong mỗi kiếp đó làm thành một kiếp nữa. Thời gian Địa Tạng Bồ Tát chứng đắc địa thứ 10 đến nay còn nhiều gấp ngàn lần số ví dụ trên. Hà huống khi ngài Địa Tạng Bồ Tát còn đang ở bậc Thanh Văn và bậc Giác, ngài Văn Thù Sư lợi uy thần bề thể lực của Địa Tạng Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Vào đời vị lai, nếu nhớ kỹ thì có kẻ nam thiện nam người thiện nữ nào khi nghe danh hiệu của vị Bồ Tát này rồi tám tháng chiêm ngưỡng đảnh lễ hoặc xưng danh hiệu hay cúng dường cho đến tô vẽ khắc chạm đắp sơn hình tượng ngài, thì người đó sẽ được sanh lên trời tam thập tam 100 lần và vĩnh viễn không đọa đường ác. Này Văn Thù Sư lợi, vào thổ quá khứ xa xưa, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp về trước, ngài Địa Tạng Bồ Tát này đây là con trai của một ông đại trưởng giả. Khi đó có Đức Phật xuất hiện trong đời hiệu là Sư Tử Phóng Tống Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi thấy tướng hảo và ngàn phước trang nghiêm của Phật, trưởng giả tử hỏi Đức Phật kia đã tu nguyện hạnh gì mà được tướng hảo đó. Khi ấy Sư Tử Phóng Tống Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, nếu muốn chứng được tướng thân này thì phải trải qua một thời gian lâu dài để độ thoát hết thảy chúng sanh. Này Văn Thù Sư lợi, trưởng giả tử ấy do nhân đó mà phát lời nguyện rằng, kể từ đây do đến tận kiếp vị lai không tính kể số kiếp, con nguyện sẽ vì những chúng sanh tội khổ mà rộng thiết lập phương tiện để khiến họ đều giải thoát, rồi sau đó con mới tự mình thành Phật đạo. Từ khi lập đại nguyện ở trước Đức Phật kia đến nay đã trải qua tỷ ức na do tha kiếp mà ngài Địa Tạng vẫn còn là một vị Bồ Tát. Này Văn Thù Sư lợi, lại vào thổ quá khứ vô số kiếp chẳng thể nghĩ bàn, trong đời có Đức Phật xuất hiện hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật là 4 tỷ vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái tên thuộc dòng dõi Bà La Môn và nhiều đời tích phước sâu dày, mọi người đều kính mến, đi đến đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Tuy nhiên mẹ của cô lại tin theo tà đạo và khinh chê Tam Bảo. Khi ấy thánh nữ biết khi mẹ còn sống chẳng thiên nhân quả. Khi ấy Bà La Môn nữ đã rộng thiết lập phương tiện để khiến dụ mẫu thân hầu khiến cho bà sanh chánh kiến. Thế nhưng mẹ của cô chưa hoàn toàn tin hẳn thì chẳng bao lâu mạng chung, thần hồn đọa địa ngục vô gián. Khi đó Bà La Môn nữ biết khi mẹ còn sống chẳng thiên nhân quả nên chắc phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác. Thế là cô bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa cùng đồ lễ cúng và làm đại lễ cúng dường trước các tháp tự của Phật. Tại một ngôi chùa kia, cô nhìn thấy hình tượng của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai được đắp vẽ uy dung và trang nghiêm. Khi đó Bà La Môn nữ chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng tôn nhang, cô sanh tâm kính ngưỡng bội phần và tự nghĩ thầm, Đức Phật là bậc đại giác và đầy đủ tất cả trí tuệ. Nếu như ngài còn tại thế, sau khi mẹ mình mất, giả như mình đến thưa hỏi Phật, tất sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ. Khi ấy Bà La Môn nữ mũi lòng khóc đến hồi lâu và chiêm ngưỡng quyến luyến Như Lai. Bỗng nhiên cô nghe trên không trung có tiếng bảo rằng, này thánh nữ đang khóc kia, thôi đừng quá bi ai, ta đây sẽ chỉ cho biết chỗ thác sanh của mẹ con. Bà La Môn nữ chắp tay hướng lên không trung mà bạch rằng, chẳng hay đức thần nào đã giải vơi lòng âu lo của con như thế. Từ khi mẫu thân của con mất đến nay, ngày đêm con thương nhớ,
Xong không biết đâu để hỏi cho rõ cõi giới mà mẹ con đã sanh về. Khi đó trên không trung lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ở quá khứ mà con đang chiêm ngưỡng bà đảnh lễ. Thấy con thương nhớ mẹ trọi hương thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Khi nghe lời ấy xong, bà La Môn nữ liền nhảy tròn lên nên té xuống, và các khớp chân tay đều bị tổn thương. Những người bên cạnh liền đỡ thánh nữ lên. Một hồi lâu sau cô mới tỉnh dậy và thưa với hư không rằng: Cuối mong Đức Phật từ bi thương xót, xin hãy mau nói cho con biết chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Khi ấy Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Sau khi cúng dường xong, con hãy sớm trở về nhà, ngồi ngay thẳng và tư duy danh hiệu của ta thì liền sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ con. Sau khi lễ Phật xong, bà La Môn nữ lập tức trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng và niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải qua suốt một ngày một đêm, đột nhiên cô chợt thấy mình đến một bờ biển. Nước trong biển đó sôi sùng sục và có nhiều người tội cùng nhiều thú dữ. Cô lại thấy có hàng tỷ kẻ nam người nữ chìm nổi trong biển và bị các thú dữ tranh nhau bắt ăn thịt. Cô lại thấy quỷ tiệp tật với nhiều hình thù khác nhau, như nhiều tay, nhiều chân, nhiều đầu, nhiều mắt, miệng răng chìa ra ngoài và bén nhọn như kiếm. Chúng lùa đuổi tội nhân đến gần thú dữ, hoặc tự chúng chụp lấy rồi bẻ đầu cuộn chân thành muôn hình tướng, đến chẳng dám nhìn lâu. Khi đó bà La Môn nữ do xúc niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Lúc ấy có một quỷ vương đi đến tên là Vô Độc, cúi đầu nghinh tiếp và bạch thánh nữ rằng: Lành thay Bồ Tát, do nhân sự gì mà ngài đến chốn này? Bà La Môn nữ liền hỏi quỷ vương rằng: Đây là nơi nào? Vô Độc đáp rằng: Đây là dãy núi Đại Thiết Vi, ở phía tây của tầng biển thứ nhất. Thánh nữ lại hỏi rằng: Tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng? Vô Độc đáp rằng: Thật có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi rằng: Nay tôi làm thế nào để đến được chốn địa ngục? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải do sức phi thần thì phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này quyết không có cách nào khác đến được. Bà La Môn nữ lại hỏi rằng: Vì nhân sự gì mà nước ở đây sôi sùng sục và có nhiều người tội cùng các thú dữ như thế? Vô Độc đáp rằng: Đây là những chúng sanh làm ác ở Diêm Phù Đề vừa mới chết. Bởi vì đã hơn 49 ngày mà không có ai kế tự để làm công đức hầu cố vớt khổ nạn cho họ. Lúc sanh thời họ lại không làm được một nhân lành nào hết. Vì thế bây giờ phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, nên tự nhiên phải vượt qua cái biển này trước. Về phía đông của biển này 100.000 do tuần lại có một cái biển, những sự thống khổ ở đó gấp bội chốn này. Về phía đông của biển ấy lại có một cái biển nữa, những sự thống khổ còn trội hơn. Do nhân làm ác của ba nghiệp nên chiêu cảm, gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: Thế còn địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: Trong ba cái biển ấy đều là đại địa ngục, chúng nhiều đến ngàn trăm, và mỗi ngục đều có tên gọi riêng. Về đường ngục lớn thì có 18, bậc kế có 500. Tất cả đều hết sức thống khổ khôn lường. Bậc kế nữa có đến ngàn trăm, cũng thống khổ vô lượng. Bà thánh nữ lại hỏi quỷ vương: Thân mẫu của tôi mới mất gần đây, xong không biết thần hồn bà ấy đã đi về đâu? Vô Độc hỏi rằng:
Thân mẫu của Bồ Tát khi sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ nói rằng: thân mẫu của tôi tà kiến và khinh chê Tam Bảo, có lúc tạm tin nhưng rồi chẳng kính. Mặc dù mới mất đây nhưng không biết bà ấy đã thác sanh về đâu. Vô Độc lại hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ của tôi tên là Giới Thiện Hiện, còn thân mẫu của tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay và thưa với thánh nữ rằng: xin thánh giả hãy trở về bổn xứ và chớ thương nhớ lưu luyến. Tội nữ Duyệt Đế Lợi đã sanh lên trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ có con hiếu thuận vì mẹ mà bố thí tu phước cúng dường và thờ giác hoa định tự tại vương Như Lai. Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục mà trong ngày hôm đó những tội nhân vô gián cũng được an lạc và đồng vãng sanh. Khi nói lời ấy xong, Vô Độc chắp tay và cáo lui. Như mộng chợt tỉnh, Bà La Môn nữ liền biết rõ việc đã xảy ra và liền ở trước tháp tự của giác hoa định tự tại vương Như Lai mà lập lời thề nguyện: kể từ đây cho đến tận kiếp vị lai, con sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà rộng thiết lập phương tiện khiến thảy đều được giải thoát, rồi sau đó con mới tự mình thành Phật đạo. Phật báo ngài định tự tại vương Vô Độc Quỷ Vương thuở đó nay chính là Tài Thủ Bồ Tát, còn Bà La Môn nữ là Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm 2: phân thân hội hợp. Lúc bấy giờ phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở những nơi có địa ngục, từ thị ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể lường, chẳng thể nói, vô lượng vô số thế giới đều đến tụ tập tại cung trời Tam Thập Tam do thần lực của Như Lai, mà mỗi phân thân từ phương xứ của mình, và cũng có ngàn tỷ ức na do tha các chúng sanh đã được giải thoát ra khỏi nghiệp đạo. Họ đều cầm theo hương hoa đi đến cúng dường Phật. Những chúng sanh đồng đến kia đều do Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa và vĩnh viễn không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sanh ấy từ nhiều kiếp đến nay đã luân chuyển trong sáu đường không chút tạm ngưng. Nhờ lòng từ bi rộng lớn và thệ nguyện thâm sâu của Địa Tạng Bồ Tát nên ai cũng đều chứng quả. Lòng họ hân hoan khi đến trời Tam Thập Tam và chiêm ngưỡng Như Lai mà mắt không muốn rời một thoáng. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhấc cánh tay sắc vàng so lên đỉnh đầu của phân thân Địa Tạng Bồ Tát đã đến từ tỷ ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể lường, chẳng thể nói, vô lượng vô số thế giới. Rồi ngài nói lời như vậy: ta ở trong đời ác năm trượt để giáo hóa chúng sanh như thế, khiến cho tâm họ điều phục bỏ tà quy chánh, nhưng trong 10 thì còn 1 hoặc 2 vẫn còn bám theo các tập khí ác. Ta cũng phân ra 100.000 ức thân và rộng thiết lập phương tiện. Những ai có thiện căn lanh lợi thì khi nghe liền tín thọ. Những ai có gieo trồng nhân lành thì cần khuyên bảo mới thành tựu. Những ai có căn tánh ám trộm thì cần giáo hóa rất lâu mới quay về. Những ai có nghiệp thâm trọng thì chẳng hề sinh lòng kính ngưỡng. Ta phân thân độ hết những hạng chúng sanh như thế, mỗi mỗi điều sai khác. Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện thân núi rừng, dòng nước, đồng bằng sông hồ khe suối, hoặc giếng nước mà làm lợi ích người và khiến điều độ thoát, hoặc hiện thân thiên đế, hoặc hiện thân trời phạm vương, hoặc hiện thân vua chuyển luân, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân quan thần, hoặc hiện thân tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ,
và cho đến thanh thông văn A La Hán độc giác và Bồ Tát mà dùng để hóa độ, chứ chẳng phải độc nhất chỉ dùng thân Phật để hiện ra trước họ. Ông quan sát ta đã trải qua bao kiếp khó nhọc để điều phục chúng sanh can cường mắc tội khổ và khó giáo hóa như vậy. Những ai chưa điều phục thì tùy theo nghiệp mà ứng theo quả báo. Nếu như họ bị đọa đường ác thì ông nên nhớ nghĩ đến ta. Nay tại cung trời Tam Thập Tam, ta ông còn phó chúc, hãy khiến cho những chúng sanh ở kể từ đây đến khi Đức Phật Di Lặc thành Phật, hãy khiến cho họ đều giải thoát và vĩnh viễn xa lìa ách khổ và sẽ gặp Phật thọ ký. Lúc bấy giờ phong thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp nhập thành nhất thể, rơi lệ thương luyến. Sau đó Ngài thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay con nhờ Đức Phật tiếp dẫn mà mới có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn và đầy đủ trí tuệ. Phân thân của con biến khắp tỷ ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện tỷ ức thân, trong mỗi thân hóa độ tỷ ức người, khiến họ quy y cung kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh tử và đạt đến tịch diệt an vui. Những chúng sanh nào trong thời Phật Pháp chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc nhỏ hơn sợi lông tơ, thì con dần dần sẽ độ thoát và làm cho họ được lợi ích lớn. Kính mong Thế Tôn chớ vì những chúng sanh tạo nghiệp ác ở đời sau mà lo lắng nữa. Và như thế Ngài thưa với Đức Phật đến ba lần: Kính mong Thế Tôn chớ vì những chúng sanh tạo nghiệp ác ở đời sau mà lo lắng nữa. Lúc bấy giờ Đức Phật ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, ta sẽ hỗ trợ điều ông vui làm để ông đạt được thành tựu, những thể nguyện rộng lớn đã phát từ kiếp xa xưa đến nay. Khi việc rộng độ chúng sanh hoàn mãn thì ông sẽ liền thành Phật. Phẩm 3: Quán nghiệp duyên của chúng sanh. Lúc bấy giờ Phật mẫu là phu nhân Mahamaya chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Thánh giả, chúng sanh ở Diêm Phù Đề tạo các nghiệp sai khác và thọ quả báo ứng, việc ấy là như thế nào? Ngài Địa Tạng nói rằng: Trong ngàn vạn thế giới cùng các quốc độ, hoặc có địa ngục, hoặc không có địa ngục, hoặc có người nữ, hoặc không có người nữ, hoặc có Phật Pháp, hoặc không có Phật Pháp, cho đến thanh văn, độc giác, tất cả cũng đều như thế. Cho nên tội báo ở địa ngục cũng chẳng giống nhau. Phu nhân Mahamaya lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay tôi muốn nghe tội báo chiêu cảm ở đường ác của Diêm Phù Đề. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thánh mẫu, xin hãy lắng nghe và thọ trì, tôi sẽ nói sơ về việc đó. Phật mẫu nói rằng: Thánh giả, xin Ngài tự hãy nói. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo ở Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Nếu có chúng sanh nào bất hiếu với cha mẹ hoặc thậm chí giết hại thì sẽ đọa địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy bán Tam Bảo hoặc không kính trọng kinh điển thì sẽ đọa địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào xâm chiếm phá hoại thường trụ, dối gạt hàng cư sĩ, hoặc giết tình tứ hành dâm trong tự viện, hoặc giết hoặc hại, thì những kẻ như thế sẽ đọa địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào giả làm đạo nhân nhưng tâm chẳng phải đạo nhân, phá hoại lạm dụng thường trụ, dối gạt hàng cư sĩ, vi phạm giới luật hoặc tạo đủ mọi nghiệp ác thì
thể đọa địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn, nước uống, y phục của thường trụ, cho đến những đồ vật không cho mà lấy, thì những kẻ như thế cũng sẽ đọa địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật Mẫu rằng, nếu có chúng sanh nào phạm các tội như thế thì sẽ đọa địa ngục vô gián, cầu tạm ngưng nỗi thống khổ trong một niệm cũng chẳng được. Khi ấy phu nhân Mahamaya lại thưa với Địa Tạng Bồ Tát rằng, vì sao gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng nói rằng, Thánh Mẫu, trong dãy núi Đại Thiết Vi có những địa ngục. Về địa ngục lớn thì có 18, bậc kế có 500, tên gọi đều khác nhau. Bậc kế nữa có đến 1.000, tên gọi cũng đều khác. Còn địa ngục vô gián thì bên trong của ngục thành với chu vi là 80.000 dặm, thành toàn bằng sắt và cao 10.000 dặm. Trên thành lửa cháy rực, không một chỗ nào hở trống. Ở trong thành ấy các ngục nối liền nhau và tên gọi cũng đều khác. Độc nhất chỉ có một ngục tên là vô gián. Ngục đó chu vi là 18.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm và toàn bằng sắt, có rắn sắt với chó sắt phun ra lửa, chúng đuổi bắt chạy qua lại ở trên tường. Trong ngục có một cái giường đầy khắp 10.000 dặm. Một người thọ tội thì cũng tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Ngàn vạn người thọ tội thì cũng thấy thân mỗi người nằm chật trên giường. Do các nghiệp cảm như thế nên thọ báo ứng. Lại có những tội nhân phải chịu sự thống khổ. Họ bị 100.000 quỷ tiệp tật cùng ác quỷ với miệng răng như kiếm, mắt như điện chớp. Chúng dùng móng tay bằng đồng để lôi kéo người tội. Lại có quỷ tiệp tật dùng cây kích sắt lớn đâm vào thân người tội, hoặc trúng miệng mũi, hoặc trúng bụng lưng. Rồi sau đó chúng quăng tội nhân lên không trung và dùng cây kích hứng lấy và để họ ở trên giường. Lại có chim ưng sắt ăn mắt người tội, lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân. Chân tay và khắp các khớp xương đều bị cây đinh dài đóng vào, lưỡi bị kéo ra để cày bừa, ruột bị moi ra để chém đứt, miệng bị đổ nước đồng nung, toàn thân sắt nóng quấn quanh, muôn ngàn lần chết đi sống lại. Do nghiệp cảm như thế, cho dù 100.000 năm thì họ cũng khó mà ra khỏi. Khi thế giới này hư hoại, họ lại sanh nhờ qua thế giới khác. Khi thế giới khác hư hoại, họ sẽ thứ tự chuyển gửi qua thế giới ở phương khác. Khi thế giới ở phương khác hư hoại, họ sẽ xoay vòng chuyển gửi. Sau khi thế giới này kiếp thành thì họ mới sanh về trở lại. Do nghiệp cảm như thế nên họ phải thọ báo ứng. Lại có năm việc nghiệp cảm. Những gì là năm? Một, ngày đêm thọ tội đến trọn số kiếp, không lúc nào gián đoạn, gọi là vô gián. Hai, một người cũng chật cả ngục mà nhiều người cũng đầy khắp nên gọi là vô gián. Ba, có những tội khí như chĩa gậy, chim ưng, rắn, sói, chó, giả, mài, cưa đục, chém chặt, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, miếng da sống quấn trên đầu, sắt nóng tạt vào thân, đói nuốt viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm đến suốt na do tha kiếp, không lúc nào gián đoạn.
nên gọi là vô gián. Bốn, chẳng kể kể nam người nữ, mọi vợ mang di, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, thể tạo nghiệp thì chiêu cảnh và đều chịu tội như nhau, cho nên gọi là vô gián. Năm, nếu bị đọa địa ngục này từ thì từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp cũng khó mà ra khỏi. Từ khi nghiệp đã hết rồi họ mới thọ sanh trở lại. Do liên vì liên miên như thế cho nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật Mẫu rằng, đó là kể sơ về tội vô gián ở địa ngục. Còn nếu nói rộng về tên gọi của các tội khí và những sự thống khổ thì trong một kiếp cũng chẳng thể nói hết. Khi phu nhân Mahamaya nghe xong, lòng u sầu, chắp tay đảnh lễ và lui ra. Bốn, nghiệp cảm của chúng sinh ở châu Thắng Kim. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay con nương nhờ sức uy thần của Đức Phật Như Lai mới có thể phong thân hình này đến khắp tỷ ức thế giới để rộng độ, để cứu độ những chúng sanh mắc nghiệp báo. Nếu không do nếu không nhờ sức đại từ của Như Lai thì con không thể nào biến hóa được như vậy. Nay con lại được Phật phó chúc, từ đây cho đến khi Di Lặc thành Phật, hãy khiến cho những chúng sanh đều được độ thoát. Dạ vâng, thưa Thế Tôn, xin Như Lai chớ lo lắng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh nào chưa được giải thoát thì tánh thức bất định, tập khí ác kết nghiệp, tập khí thiện kết quả, làm thiện làm ác đều tùy theo cảnh duyên mà sinh, nên họ luôn chuyển trong năm đường không chút tạm ngưng. Họ trải qua số kiếp như bụi, say mê làm lạc, chướng ngại bủa vây, như cá bơi trong lưới, trôi theo dòng nước chảy, tuy tạm thoát ra nhưng rồi mắc vào lưới trở lại. Do những chúng sanh như thế mà ta lo nhớ. Nhưng nay đã có ông từ nhiều kiếp phát thệ nguyện thâm hoàn thâm để rộng cứu độ những kẻ mắc tội ấy. Vậy nay ta còn lo âu gì nữa? Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương. Ngài bạch Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Địa Tạng Bồ Tát đã tu hành nguyện gì mà nay được Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Kính mong Thế Tôn hãy lược nói. Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương, lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Vào thở quá khứ, vô lượng vô số na do tha, bất khả thuyết kiếp về trước, lúc ấy trong đời có Đức Phật xuất hiện, hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng của Đức Phật là 60.000 kiếp. Khi chưa xuất gia, Ngài là vua của một nước nhỏ, cùng kết bạn với vua của nước Long Cộng. Cả hai Ngài cùng tu hành 10 nghiệp lành để mang lại lợi ích cho chúng sanh. Thế nhưng dân chúng trong nước láng giềng lại tạo nhiều nghiệp ác, nên hai vị quốc vương luận nghị bàn kế và rộng thiết lập phương tiện. Một vị vua phát nguyện, tôi nguyện sẽ sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Còn vị vua kia phát nguyện, nếu tôi vẫn còn chưa độ hết những kẻ tội khổ để khiến họ an lạc và cho đến đắc đạo, thì tôi nguyện mãi mãi chẳng thành Phật. Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương, vị vua phát nguyện để sớm thành Phật, đó là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai.
Còn vị vua phát nguyện mãi mãi vĩnh viễn sẽ cứu độ chúng sanh mà vẫn chưa chịu thành Phật, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Lại vào thở quá khứ, vô lượng vô số kiếp chẳng thể nghĩ bàn, trong đời có Đức Phật hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, thọ mạng của Đức Phật là 40 kiếp. Trong thời tượng Pháp của Đức Phật ấy, có một vị A-La-Hán với phước đức cứu độ chúng sanh, nhân đi tuần tự giáo hóa, Ngài gặp một người nữ tên là Quang Mục, được cô làm thức ăn để cúng dường. Vị A-La-Hán hỏi rằng, con muốn cầu điều chi? Quang Mục nói rằng, vào ngày mẹ con mất, con có tu phước hồng cứu vớt, song vẫn chưa rõ thân mẫu của con thác sanh về đâu. Vị A-La-Hán thương cảm nên nhập định quán sát, thì thấy mẹ của Quang Mục bị đọa đường ác và phải chịu sự đau đớn khôn xiết. Quang Mục, vị A-La-Hán lại hỏi rằng, lúc sanh thời, vị A-La-Hán hỏi rằng, thân mẫu của con lúc sanh tiền đã làm những nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác và chịu sự đau đớn và thống khổ khôn xiết đến thế kia? Quang Mục nói rằng, mẹ của con chỉ ưa ăn cá ba ba và các loài hải sản khác, đặc biệt rất thích chiên và luộc trứng cá và trứng ba ba để tha hồ ăn cho thỏa thích. Nếu tính đếm số sanh mạng đó thì gấp hơn ngàn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, nay con phải làm sao để giải cứu mẫu thân? Vị A-La-Hán thương cảm nên dùng phương tiện khuyên Quang Mục rằng, con hãy chí thành niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và đắp vẽ hình tượng Ngài, thì người sống cùng người đã khuất đều được phước báo. Khi nghe xong, Quang Mục liền xả bỏ những đồ vật yêu quý và tìm người vẽ hình tượng Phật để cúng dường với lòng cung kính. Cô thương cảm khi chiêm ngưỡng bà đảnh lễ hình tượng Phật. Bỗng vào nửa đêm, cô chợt thấy thân sắc vàng sáng chói của Phật lớn như núi Diệu Cao, phóng đại quang minh và nói với Quang Mục rằng, thân mẫu của con chẳng bao lâu nữa sẽ sanh vào nhà con, và khi vừa biết đối lạnh thì liền biết nói. Sau đó người nữ tỳ trong nhà sinh một bé trai, và chưa đầy ba ngày thì nó đã biết nói. Đầu đứa bé cúi xuống than khóc và nói với Quang Mục rằng, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi đã rơi vào các đại địa ngục. May nhờ phước lực của người cứu vớt mà mới được sanh làm kẻ hạ tiện, nhưng phải bị thọ mạng ngắn ngủi. Đến khi hết 13 tuổi, tôi sẽ phải đọa đường ác. Ngài có phương kế gì để khiến tôi thoát miễn chăng? Khi Quang Mục nghe lời ấy, cô biết chắc là mẹ mình và không còn nghi ngờ gì nữa, nên ngẹn ngào thương cảm. Quang Mục hỏi con của nữ tỳ rằng, nếu là mẹ tôi thì hẳn rõ đời trước đã làm những nghiệp tội gì mà nay ở trong đường ác như thế. Con của nữ tỳ nói rằng, do hai nghiệp đó là giết hại và hủy báng nên phải thọ quả báo. Nếu không nhờ phước lực của người cứu vớt khổ nạn thì tôi vẫn còn chưa giải thoát bởi nghiệp đó. Quang Mục lại hỏi rằng, tội báo ở trong địa ngục ra sao? Con của nữ tỳ nói rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, cho dù trăm ngàn năm cũng không thể kể hết. Khi nghe xong, Quang Mục rơi lệ thương cảm và thưa với hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con vĩnh viễn thoát khỏi địa ngục và khi hết 13 tuổi không còn trọng tội, cũng như chẳng phải trải qua các đường ác. Cuối mong mười phương chư Phật từ bi thương xót lắng nghe con,
Nay vì mẹ mà phát lời đại nguyện quảng đại, nếu như thân mẫu con vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác và hàng hạ tiện, cho đến vĩnh viễn không phải thọ thân nữ, thì nay ở trước tượng thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, con phát lời đại nguyện rằng, kể từ nay cho đến hết vị lai, con sẽ về những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà rộng thiết lập phương tiện để khiến họ đều giải thoát, rồi sau đó con mới thành chánh giác. Khi phát nguyện xong, cô liền nghe thanh tịnh liên hoa mục Như Lai bảo rằng, này Quan Mục, con quả có lòng từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ con khi hết 13 tuổi, khi xả báo thân đó rồi thì sanh làm một vị Bà La Môn và sống lâu đến 100 tuổi. Khi hết báo thân đó, mẹ con sanh về cõi nước vô ưu và thọ mạng không tính kể số kiếp, sau cùng sẽ thành Phật đạo và rộng cứu độ trời người nhiều như các sông Hằng. Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương, vị A La Hán phước đức độ Quan Mục thuở đó nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu Quan Mục là Giải Thoát Bồ Tát, còn Quan Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Từ kiếp xa xưa trong quá khứ, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã và đang độ thoát chúng sanh. Từ thở quá khứ, từ kiếp xa xưa trong quá khứ, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có lòng từ mẫn và thệ nguyện thâm và thệ nguyện nhiều như số cát sông Hằng để rộng cứu độ chúng sanh, để rộng cứu độ chúng sanh. Trong đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào không làm việc lành mà làm việc ác, hoặc thậm chí chẳng tin nhân quả, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, hoặc hủy bán đại thừa, thì những chúng sanh như thế tất sẽ đọa đường ác. Nhưng nếu như họ gặp thiện tri thức khuyên bảo, hãy quy y Địa Tạng Bồ Tát trong thời gian chừng bằng khẩy móng tay, thì những chúng sanh như thế liền sẽ thoát khỏi tội báo của ba đường ác. Nếu như họ có thể quy y cung kính chiêm ngưỡng đảnh lễ tán thán, rồi dùng hương hoa y phục muôn loại trân bảo cho đến đồ ăn nước uống như thế để phụng sự, thì suốt tỷ kiếp về sau họ thường ở các cõi trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Giả như thiên phước đã hết và sanh xuống nhân gian, thì trong suốt 100.000 kiếp họ thường làm đế vương và nhớ rõ những việc nhân quả ở đời trước. Này Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát đã có sức y thần và thệ nguyện như thế, chư Bồ Tát các ông hãy ghi nhớ kinh này và lưu truyền rộng rãi. Khi ấy Định Tự Tại Vương Bồ Tát thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, xin Như Lai chớ lo lắng, ngàn vạn ức chư đại Bồ Tát chúng con có thể nương sức uy thần của Phật mà rộng giảng kinh này để làm lợi ích cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Khi ngài Định Tự Tại Vương thưa với Thế Tôn xong, ngài chắp tay cung kính đảnh lễ và lui ra. Lúc bấy giờ, bốn vị thiên vương của bốn phương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính và bạch với Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện như thế, nhưng vì sao cho đến nay ngài vẫn còn chưa độ hết mà lại phải phát thêm thệ nguyện quảng đại, kính mong Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con. Phật bảo bốn vị thiên vương, lành thay, nay ta sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông và hàng trời người ở hiện tại cùng vị lai mà nói về những việc nhân
phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới Ta Bà, ở Diêm Phù Đề của thế giới Ta Bà. Ngài ở trong sanh tử từ bi, cứu hộ và độ thoát chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương thưa với Phật rằng: Dạ vâng thưa Thế Tôn, chúng con vui thích muốn nghe. Phật bảo bốn vị thiên vương: Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã và đang độ thoát chúng sanh, nhưng do vì những thệ nguyện chưa hoàn tất và từ bỏ chúng sanh tội khổ ở thế giới này, lại quán thấy trong vô lượng kiếp vị lai những nghiệp duyên cứ liên miên mãi không dứt, cho nên vị Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát ở thế Diêm Phù Đề của thế giới Ta Bà lại phát thêm trọng nguyện và dùng tỷ ức phương tiện để giáo hóa họ. Này tứ đại thiên vương, nếu Địa Tạng Bồ Tát gặp kẻ sát sanh thì nói quả báo là chết yểu, nếu gặp kẻ trộm cắp thì nói quả báo là bằng cùng khổ sở, nếu gặp kẻ tà dâm thì nói quả báo là sanh làm chim sê sẻ bồ câu hay uyên ương, nếu gặp kẻ ác khẩu thì nói quả báo là quyến thuộc tranh đấu, nếu gặp kẻ hủy báng thì nói quả báo là không lưỡi hoặc miệng lỡ, nếu gặp kẻ nóng giận thì nói quả báo là xấu xí tàn tật, nếu gặp kẻ keo kiệt thì nói quả báo là sở cầu trái nguyện, nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì nói quả báo là đối khác đau cổ, nếu gặp kẻ săn bắt bừa bãi thì nói quả báo là điên cuồng mất mạng, nếu gặp kẻ ngỗ nghịch cha mẹ thì nói quả báo là trời đất giết chết, nếu gặp kẻ thiêu đốt núi rừng thì nói quả báo là cuồng mê đến chết, nếu gặp cha mẹ hoặc cha mẹ kế ác độc thì nói quả báo là đời sau bị rơi quốc, nếu gặp kẻ giăng lưới bắt các động vật còn nhỏ thì nói quả báo là cốt nhục phân ly, nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo thì nói quả báo là mù điếc câm ngọng, nếu gặp kẻ phá hoại lạm dụng thường trụ thì nói quả báo là ức kiếp luân hồi ở địa ngục. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo thì nói quả báo là mù điếc câm ngọng, nếu gặp kẻ khinh mạng giáo pháp thì nói quả báo là bị đọa đường ác, nếu gặp kẻ phá hoại lạm dụng thường trụ thì nói quả báo là ức kiếp luân hồi ở địa ngục, nếu gặp kẻ phạm giới phá trai thì nói quả báo là sanh vĩnh viễn ở chốn bàn sanh, nếu gặp kẻ phá hủy đồ dùng phi lý thì nói quả báo là sở cầu thiếu hụt, nếu gặp kẻ kiêu ngạo ngã mạn thì nói quả báo là sanh làm kẻ hạ tiện và bị sai khiến, nếu gặp kẻ nói đâm thọc để gây tranh đấu thì nói quả báo là trăm lưỡi hoặc không lưỡi, nếu gặp kẻ tà kiến thì nói quả báo là sanh ở chốn biên địa, tập khí xấu từ nghiệp thân khẩu ý của chúng sanh ở Diêm Phù Đề tạo thành trăm ngàn báo ứng như vậy. Nay ta chỉ được nói do những chúng sanh ở Diêm Phù Đề của thế giới Ta Bà đã tạo các nghiệp sai khác, nên Địa Tạng Bồ Tát phải dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa họ. Các ông hãy hộ
để giáo hóa họ, trước tiên những chúng sanh này phải thọ báo ứng, rồi sau đó sẽ bị đọa địa ngục. Cho trải qua sẽ đọa địa ngục cho đến 100.000 kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi, trải qua số kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Các ông hãy hộ nhân hộ quốc và đừng để các nghiệp ác mê hoặc chúng sanh. Khi ấy bốn vị thiên vương rồi nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay và lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.